Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bút mực. Hôm nay bút mực chia sẻ với các bạn một nền móng công trình chi tiết về nền móng và cốt thép móng. Các bạn thấy đây là sơ đồ trong cọc móng. Toàn bộ cọc móng của ngôi nhà này với chiều dài là 16m và chiều rộng là 4,5m. Các bạn thấy là móng cọc đài được đóng với các múa đầu cọc và các múa đài được đóng với 3 cọc. Các bạn thấy là mỗi múa đài được bố trí 3 cọc. Như vậy là các múa 4 múa ở 4 đầu là được đóng vuông góc. Còn múa trong lòng được đóng là cọc gầm nằm giữa cọc. Các bạn thấy 3 cọc và dầm cánh giữa. Như vậy là thế là đây là hai mũi cuối được đóng là một cọc vào cuối góc và hai cọc là làm trên hai dầm biên hai đầu. Vậy là những cọc ở giữa nhà này là sau này dầm sẽ đi dầm ngang sẽ đi nằm trên đầu cột đầu đầu cọc và gánh hai dầm biên các bạn. Do thi công nền móng gặp trời mưa cho nên là đơn vị thi công đang phải đổ cát để chống lầy. Các cọc bên ngoài là đóng hơi cao các bạn. Xây bè các múa đài được ngôi nhà này được xây với vật liệu không nung các bạn, gạch bê tông không nung các bạn thấy là này, cốt thép ta thấy là các bạn xem cốt thép múa đài, cốt thép như vậy là múa đài này được đan bên dưới là phi 12, bên trên là phi 10. Đây là dầm dọc biên các bạn thấy là rồi phi 20, 6 cây phi 20 các bạn. Bên dưới đế đài là sắt phi 12 và bên trên là sắt phi 10. Dầm ngang cũng được bố trí là 6 cây phi 20 các bạn. Sắt cột được bố trí là sắt phi 18, 4 cây phi 18 các bạn. Vậy là kết cấu đan các múa đài này vào khoảng 20 các bạn. Đài dầm cũng được khoảng 20 như thế này là cũng hơi thưa các bạn. Nếu có điều kiện chúng ta đan A15 thì tốt hơn, A150 tốt hơn. Dầm ngang các bạn. Do thời tiết mùa mưa nên móng cũng rất nhiều nước các bạn. Cuối các bạn thấy là sắt cọc phi 18 đều được bố trí 4 cây phi 18. Dầm ngang các bạn thấy là toàn như vậy là toàn bộ dầm móng của công trình này với kết cấu dầm móng 300 x 600 đi sắt 6 cây phi 20. Đế đài là 1m2 đi dưới đi phi 12 và trên phi 10. Đai sắt 8 các bạn. Đai dầm thì sắt 8. Đấy là này. Chân cột cũng khá cao các bạn so với nền móng.
Như vậy là nền móng của công trình này là đơn vị thi công đã dùng vữa bê tông để kê thép các bạn ạ. Đây, các bạn thấy là vữa bê tông được đắp sẵn để kê thép, nên khi đổ bê tông chúng ta không phải bắn bẩy hoặc là chúng ta phải kê nữa. Vậy là chúng ta dùng thanh chặn bằng vữa bê tông. Chúng ta khi xây chúng ta chặn và khi làm cốt thép là chúng ta đã để dương rồi. Các bạn thấy là cũng khá kiên cố và chắc chắn với dầm móng 300-600 sắt phi 20 với cột phi 18, 4 phi 18.